Rồi tập buổi chiều ra đây các bạn ơi. Ở tập này thì mình như đã nói ở tập trước thì mình ở tập này chúng ta sẽ nhân vật chính của chúng ta là con hai White Wing kết thúc cái rank của nó các bạn ạ, và cũng như là leo tháp các bạn, leo tháp để đi ra lấy những cái bài ke Giáng sinh. Ok rồi, đây hai White Wing, em nó là nhân vật chính của tập này các bạn. Rồi, ở đây thì mình nhận được con Vitality Dragon 1 sao ha, cho nó về. Cho nó về để cho con hai White Wing lên ra săn các bạn. Rồi ở cái rank cuối thì chắc chắn là sẽ yêu cầu sao, và mình không biết cái yêu cầu level không nhé các bạn. Chút nữa mình sẽ thử xem nha. Rồi, ok, hiện tại thì mình đang có là 220 op. Đây, số op này là dựa vào cái việc mình mở cái rương White Wing Chest, mở rương đấy mình nhận được 321 các bạn, summon 100 còn 220 thì bây giờ mình đăng luôn, chứ thực sự là cái quest 1 sao về quest 2 sao mình chưa hoàn thành nha các bạn. Mà nếu mà các bạn nào mà không có op như thế này á thì các bạn phải đánh xong cái quest 1 sao, sau đó nâng sao lên và sau đó mới đánh được quest 2 sao nha. Rồi. Hiện tại thì mình đang có 220, vậy thì mình sẽ nâng được 1 sao. Rồi chúng ta tốn 2 ngày 11 giờ. Vậy thì các cái cuộc đồ Heroic sau khi kết thúc thì các bạn muốn đánh được 2 sao thì các bạn tốn ít nhất là phải là tốn 56 game để game skip cho con này lên 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 1 sao nhé các bạn. Và các bạn cũng đồng thời tốn khoảng tầm 30 mấy game để up mấy con rồng là Heroic, Legend và Beast ra. Đấy. Và trái cây tốn tầm 20 triệu nữa các bạn ạ. Level 40 á là tốn tầm 5 triệu, mà level 45 là tốn tầm 15 triệu đấy. 15 triệu với hai con kiêm 5 triệu, mỗi con 5 triệu nữa là các bạn sự kiện này thì các bạn tốn tầm 25 triệu trái cây nha, 25 triệu mới đúng. Rồi ok. Bây giờ mình sẽ skip luôn. Rồi phải skip thôi các bạn, tại vì đợi thì nó không không đợi được. Rồi, ok, nâng được con này lên 1 sao rồi. Và bây giờ mình sẽ đi combat quest nha. Rồi, ở đây thì hiện tại đang trống slot và rank là rank ánh sáng nên là yêu cầu con này lên 5 sao gấp các bạn. Đấy, trong trong thời gian này thì mình hy vọng sẽ kịp thời gian để mình có thể đánh được rank, để lên được rank 2, rank 3. Nếu mà lên rank 3 càng tốt các bạn ạ. À, con này lên được 5 sao thì nó gánh được rank thứ nhất rồi. Còn Master Line 2 thì hên xui. Vấn đề đã leo hên xui các bạn ạ, nếu không lên được thì thôi, mà lên được của Master Line 2 thì mừng các bạn. Rồi để chúng nó nâng sao đây, cứ chúng ta chờ đợi thôi các bạn ạ. Rồi bây giờ mình sẽ đi đến quest nha, và hiện tại thì các bạn thấy nè là đánh quest của mình còn tới 2 trận các bạn ạ, còn 2 trận nha. Mà cái này thì là mình chắc là sẽ là thủ thuật một xíu là tắt video và làm màu thôi các bạn ạ. Rồi mình đã ngắt ngắt kết nối đường truyền wifi rồi các bạn ạ. Nâng sao thì chắc chắn là phải nâng sao thiệt, nhưng mà quest này thì mình có thể quay video và làm màu được các bạn. Ok, chúng ta hiện tại đang làm màu, chúng ta chiến luôn. Rồi cho em nó lên lấy 321 và sau đó mình sẽ nâng nó 3 sao luôn cho nó ổn áp nha các bạn. Rồi con này mấy con này thì đơn giản thôi, mình sẽ để auto dam nha. Level 40 1 sao, hiện tại máu là 67.000 máu. Và rồi Mastery Dragon, rồi lên rank B trừ. Rồi chúng ta xong cái quest này luôn đây. Ở quest 1 thì cứ 1 tiếng như vậy thì các bạn phải đổi 10 game nha. Nếu mà lỗ 1 tiếng thì cứ đổi 10 game, lỗ 10 tiếng thì nó tốn 100 game rồi các bạn ạ. Mà cái này nếu mà các bạn chăm canh đánh trước sau thì vẫn dư khoảng 5 4 đến 5 tiếng các bạn ạ. Rồi, ok, xong cái quest 1 mình nhận được 120 op. Rồi đến cái quest 2 các bạn ạ. Cái quest 2 thì cứ 1 tiếng các bạn phải trả là 15 game. Rồi gấp bao nhiêu nhỉ? Gấp 3 phần 2 á, gấp 3 phần 2 cái quest đầu các bạn. Phải 3 phần 2 em đấy.
gấp 1 phần 2 thôi chứ, gấp 1 phần 2 West đầu chứ. Rồi các bạn để ý trận cuối này, đây trận cuối của West này. Đấy các bạn là phải yêu cầu rồng level 45 nha, 45 tức là các bạn phải đi cho nó đi nâng sao tốn 56 game và bây giờ phải cho nó ăn tốn thêm một số lượng trái cây nữa. Và theo mình biết thì đây là tốn tầm 9m5. 9m5 các bạn ạ. 9,5 á, 9,5m là tốn gần 10m. Nó ở đâu đây? Hình như nó ở trên đảo Bua. Ở đây này. Đây các bạn ạ. Đây nó ở với con sói bạc và con Elixir the Dragon. Nữ hoàng tiết. Rồi các bạn để ý trái cây của mình nha, 20.7. Ừ. 44 và 45, 20.7 mà bây giờ mình còn 12.2. 12.2 cộng 8 đây, 12.2 cộng 8 là 20.2. Ngoài vậy tốn có 8,5m các bạn. Level 40 đến level 45 tốn tầm 8,5, 8,5m các bạn. Rồi, ok. Vậy thì đã đủ đạt được cái yêu cầu của West 2 rồi các bạn. Rồi, chúng ta combat nào. Rồi trận cuối lấy 200 mob. À, vậy thì sự kiện này khá là ngon. À, kết thúc cuộc đua Heroic này thì mình kiếm được con Heroic 3 sao các bạn, khá là ngon. Nếu mà không có cái rương kia thì chỉ lấy được 2 sao thôi. Mà hơn cái rương kia được 320 các bạn. Đạt này hơn hơn ạc phụ nhiều, ạc phụ đập ra có 120 mốt à. Có 120 mốt khá là ít các bạn ạ, à. Nhưng mà ạc phụ cũng đánh được 2 sao. Rồi ok, hoàn thành. Đấy, hoàn thành. Vậy thì nếu mà mình rảnh ấy, thì mình có thể lấy chuyển 320 mốt của ạc phụ, bên ạc phụ ấy, dư ấy. Mình chuyển hết qua bên này. Thì 320 mốt cũng không nâng được 4 sao các bạn ạ, à. Nên là tình hình thì mình... từ từ rồi tính các bạn. Nếu mà sau này mình có thật là có nhiều heroic thì mình sẽ nghĩ đến cái việc là tre op của heroic các bạn. Tại vì cái việc tre thì khi các bạn đi trao đổi đang không có wifi mà tre gì mà tre. Nói chung là các bạn muốn đổi op thì các bạn phải có op của một con nào đó để đổi lại cho người khác. Vậy thì đổi của con đổi op heroic này thì các bạn phải có thật là nhiều op của heroic khác để các bạn đổi đi. À, nên là ạc này mình mới lập ạc Heroic nó không có nhiều mà nên là việc tree of Heroic thì mình chưa tính tới. Còn tree of Legend thì mình có cái con Kratos ấy, op của nó là dư rồi, chuyển qua mấy ạc kia thì nó ổn hơn. Chúng ta đổi lại bio, mà đổi cái Kratos đổi bio thì quá lời rồi các bạn ạ. Và Kratos là một tài nghiên vô hạn nếu mà có thể like được ha. Rồi rồi 2 sao đúng không, bây giờ mình sẽ đi nâng sao cho nó lên luôn ha. Chúng ta đã làm màu cho tới bến luôn các bạn ạ. Rồi. À làm màu tới bến mà hồi nãy con này nâng này, nãy nâng là cho về. Mà vẫn còn game là vẫn còn làm màu được các bạn ạ. Rồi, cho về. Đây. Rồi mất. Mất 2 sao, 60 game. Mức 3 sao, mức 3 sao thiếu 100 ốp các bạn ạ. Đấy, bây giờ là phải up cái quả trứng này ra. Up quả trứng này ra cho ăn lên level 30 và sau đó recon các bạn. Còn cái hồi cuộc đua Heroic á, Heroic thì mình ngầu mình sum con này ra. Sum con này ra rồi up trứng cũng phải tốn game skip rồi mới cho ăn lên. Và bây giờ mình nếu mà mình tính là khỏi, nếu mà không sum thì nó cũng có vẻ như cũng giống như việc sum các bạn ạ. Không sum chờ hết sự kiện về up ra cũng cho rồng ăn lên. Không nó khỏi tốn trái cây nữa. Mà trái cây lên level 30 hình như tốn không nhiều các bạn, tốn tầm 500. Tốn tầm 500 các bạn, 500 nửa triệu đấy, nửa triệu trái cây. Rồi lên level 30 thì các bạn có thể recon được 100 op nha. Lên được lên level 40 thì cũng là 100 thôi. Nó là các bạn đừng cho lên level 40 chi. Những con rồng recon thì cho lên level 30 là recon ok rồi. Ok, 30. Ta đi lấy 100 op của con này nữa là xong. Recon Heroic.
Yes. Phải tốn thời gian để đợi recon nữa bạn ạ, 10 game. Rồi về cho em nó lên thôi nha. Ok, nhân vật chính của chúng ta lên. lên trong cái gì ta? Lên trong ảo mà. Lên trong không có thật. Ok. 55. 55 mà giờ làm gì có trái cây để làm màu nữa. Làm gì có trái cây để làm màu để cho anh lên level max. Ok, ta đi combat thử cái này xem. Rồi, Harris level 55, đam tay của nó to như thế nào, máu đam rồi như thế sao, ra làm sao. Rồi, wow. 100 ke máu mà, cũng ngon đấy chứ. Được 100 ke máu rồi các bạn ạ. Hiện tại mới rank B trừ nha. Level 45 là được 109 ke máu rồi. Đấy. Rồi, đam tay thì được bao nhiêu? Đam tay bé dữ vậy. Tay cái 34 nha các bạn, không được một không bằng một nửa của lượng máu luôn. Này dài bằng 1/3 lượng máu thôi các bạn. Đam crit. Đam crit được 72, 72. Rồi đam tay lại lần nữa thử xem. Đam tay nè. 36. Rồi đam tay cái 36 rồi các bạn. Cùi bắp quá. Đó là con máy Heroic thì được cái máu trâu các bạn, nhưng đam của nó thì khá là thấp. Rồi, và bây giờ mình sẽ chiến cái sự kiện nha. Cũng là gần kết thúc rồi. Bây giờ chúng ta đi kiếm những cái bài ke nào. Ây da, bên kia thông báo. Rồi ok các bạn ạ, à. Bây giờ mình đã vào lại với cái kết nối rồi các bạn, kết nối rồi. Về cái việc nâng sao của con Heroic lên 3 sao chỉ là như là một giấc mơ thôi các bạn ạ. Chúng ta quay về với thực tại. Vẫn còn là 547 game và 21 mờ trái cây. Rồi ok. Bây giờ là sự kiện cuối của ngày cuối của sự kiện Festival Food Tower rồi các bạn ạ. Nên là giờ mình phải đi lấy những cái rương chứa những cái bài ke để có thể nhận được cái phần quà rất là lớn của cái sự kiện sưu tập lần này. À, gì? Holiday Collection. Holiday Collection. Rồi ở đây thì mình sẽ lấy những cái rương này nha các bạn. Này những cái rương rương Giáng sinh này. Còn những cái hộp này thì lấy á, nếu mà lấy thì nó sẽ chứa ốp của con rồng trên đỉnh tháp nha các bạn. Mà trên đỉnh tháp. Một con rồng trên đỉnh tháp là một loại legend cấp 9 thôi, mạnh 3 game. Nên là con nó có hay không có đối với mình không quan trọng các bạn ạ. Quan trọng là mình có thể đổi được cái phần quà của Collection Holiday. Cái phần quà đó rất là ngon nên là mình không thể bỏ lỡ các bạn ạ. Và để dạng như là bài ke này. Caron Song 6 cái này nè thì cứ một rương là một các bạn. Lần này nó không có bóp gì nữa hết. Lần này là chỉ là ai có đầu tư, ai nhiều tiền thì là ăn thôi, ai nhiều tiền là ăn thôi bạn ạ. À. Chứ không có bốp gì nữa hết đấy. Cái này là cứ một thôi bạn. Bạn lấy 40 rương thì bạn sẽ được 40 cái. Này XP không nói nhiều nữa bạn. Chứ chắc là sự kiện trước có người bị bốp dữ quá nên là nhà phát hành chỉnh sửa lại chiến thuật một xíu bạn ạ. À. Ai đầu tư thì người đó ăn thôi. Đơn giản là vậy các bạn. À, mình thì không biết có thể lấy được free bao nhiêu. Nhưng mà cứ lấy được bao nhiêu thì lấy các bạn ạ. À. Rồi ráng lấy được càng nhiều càng tốt thôi. Đó là vấn đề của mình chỉ duy nhất là ở các tầng thì mình sẽ đi tập trung lấy những cái rương này để lấy được cái bài ke. À. Cái này con của mình không phải là con mắt nha các bạn. Con của mình bị lỡ hai đợt con không không thu là mình bị lỗ 1.600 con nữa các bạn. Nhầm 1.200 là mình dạng như là cũng không phải là mắt cày rồi. Bị lỗ con rồi, khá là tiếc. Rồi, bây giờ chỉ hy vọng vào cái bước quay của chúng ta có thể ra được nhiều con số 3 thôi các bạn. Rồi, hai bài ke. Ở sự kiện này thì nó có bao nhiêu tầng nhỉ? Sự kiện này có tầm 7 hay 8 tầng gì đó các bạn. Và trong cái sự kiện này thì chắc là cũng có tầm 7 đến 8 luôn. Thì ai mà max thì có thể lượm được nhiêu đó các bạn. Còn ai mà nhỏ thì lượm nếu mà như mình nữa mình nghĩ là chắc mình là lượm được tầm 5 đến 6 rương ạ, 5 đến 6 rương. À, sự kiện này lượm được tầm 5 đến 6 rương, còn trong cái sự kiện mà Magi thì mình không thể lượm mát rồi.
Tại vì Magi đi tốn rất là nhiều con các bạn ạ. Nên là Magi mình chỉ lượm được một vài rương thôi. Một vài rương thôi. Và trong PUBG Lệ Island thì mình sẽ lượm mắt. Tại vì PUBG Lệ Island thì mình sẽ đầu tư game vào. Đầu tư game vào để ráng nâng được, ráng lấy được quả trứng Heroic cũng như là con rồng Legend 2 sao. Nên là sự kiện đó thì chắc chắn là mình sẽ lấy hết những rương bài ca các bạn ạ. Và chắc là mình sẽ thiếu, chắc chắn là mình sẽ thiếu những bài ca này, những cái vật phẩm bài ca này các bạn ạ, bài ca Giáng sinh này. Và thiếu thì lúc đó chờ thử, nếu mà có game thì mình sẽ đập hộp để lấy phần quà cuối. Còn nếu không được thì thôi các bạn ạ, đành bỏ lỡ sự kiện thôi. Nhưng mà khởi đầu thì mình đã cố gắng hết sức rồi, đã lấy hết tất cả những cái rương ở trong cái sự kiện này rồi các bạn. Rồi. Mới tầng 3 các bạn ạ, tầng 3 75. Tầng cuối là 200 đúng không? 75 tới 100, 125. Vậy là có 8 tầng các bạn ạ. Sự kiện này 8 tầng. Mỗi tầng cách nhau 25 con. Rồi, tầng này. Ủa, mình dồn thử tầng này không có rương rồi. Đúng các bạn, tầng này không có cái rương chứa bài ke rồi. Rồi tầng này không có rương các bạn, vậy số rương của chúng ta chỉ còn lại 7 thôi. Hoặc là mình nghĩ là sẽ có tầng cả hai cái. Rồi đi thử xem. Giờ lên tầng trên thôi các bạn, tầng này không có gì để lấy rồi. Wildebeest Dragon. Rồi 3 bước. 1, 2, 3. Rồi, quả bên kia 3 bước. Rồi, quả đẹp. 1, 2, 3. Rồi, bây giờ mình dính con số 3 nữa thì quả đẹp luôn các bạn. Vào lên thánh tầng trên luôn. Ui, hên thế nhờ. Lần kia đừng có bóp 1 là được rồi nè. Ủa, à đây, thấy rồi. Tầng này có đây các bạn. Ui, 4 lần 3 liên tiếp luôn các bạn. Ghê không? 4 lần 3 liên tiếp đấy. Đó, tầng dưới này, dòng kỹ lại này, không có rương rồi. Đó. 1, 2. Rồi, bây giờ đến chắc là đến 5 lần 1 liên tiếp quá. 4 lần 3, 5 lần 1. Rồi, vẫn còn, chưa. 1 chưa xuất hiện các bạn, 2 ạ. Rồi, mở lên rương đồng mà tầm 42.000 trái cây rồi, nhiều đấy. Rồi, 3 bước. Rồi, chưa lúc nào mà mình cần số 1 ngay như lúc này các bạn ạ. Số 1 như lúc này hợp lý luôn này. Đấy, ok, hợp lý. Rồi, bây giờ ráng ra 3 nha. Mấy cái bè ke này thì chỉ có 1 thôi các bạn ơi. Nếu mà ra cái kiểu mà một gạch 5 hay gạch 3 gì đó, nếu mà ai may mắn thì cứ mở ra 5 miết thì cũng lấy free rồi. Rồi nay không có vụ đá nữa đâu các bạn ơi, ai lấy nhiều thì được nhiều thôi. Hình như là tao số 1 rồi các bạn, thời của số 1 đến rồi. Nãy giờ số 3 với số 2 miết, bây giờ tôi phải đến thời của số 1 rồi các bạn ạ. Ôi đúng rồi, 1 nãy là 1 rồi, 2 3 4 5. Đúng rồi, 5 lần số 1 liên tiếp rồi các bạn. Rồi tới số 3 rồi. 1 2 3. Nó bù que sức lại các bạn ơi. Rồi bây giờ chúng ta đi xuống để chúng ta đi lên. Rồi, 2 lần 3 nha. Rồi, 2. 1, 2. 47.000 trái cây. Mình lên được level 80 rồi các bạn ạ. Cái lên level 80 thì nó tặng cho được 20 game luôn các bạn, 20 game. À, đang trong quá trình lên level 100. À, mình chỉ còn thiếu 20 level nữa thôi. Rồi tầng tiếp theo. Tầng tiếp theo đấy, tầng này có hai rương luôn các bạn ạ. Tầng này có hai rương này.
Emperor Dragon. Rồi, hai rương này ơi. Hai rương. Bây giờ đi qua trái hay qua phải trước rồi ta? Trái hay phải các bạn ạ? Rồi. Cứ hên xui đây. Một, rồi, một thì một. Rồi, một thì vẫn chưa quyết định được rẽ trái hay rẽ phải các bạn ạ. Và chúng ta sẽ dựa vào con số này nha. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Rồi, đi bên trái, à, đi bên phải đây. Đi bên 8 trước đây. Rồi, 3. 1, 2, 3. Rồi, 1. Bây giờ mà ra con số 3 nữa là đẹp các bạn. Ra con số 3 là mình lấy sát nút luôn. Không lỗ lần thua quay luôn. Rồi, số 2. À, nếu mà bây giờ ra con số 1 thì ổn. Mà ra con số 2, con số 3 thì nếu mà nãy mình đi qua trái là hên rồi. Rồi, ok đẹp. Qua phải là lựa chọn đúng rồi các bạn. Rồi với số con còn lại 1200 1200 và thì khả năng lên tầng trên để lấy thêm rương thì là không có cơ hội rồi các bạn. À không, mình vẫn còn hai lần thu con nữa, vẫn còn hai lần thu con các bạn. Vậy thì 1200 1200 nữa. Ở 1200 đó thì lên tầng trên thu được cái rương nữa hay không thì mình chưa biết. Và cái rương này thì sẽ chắc chắn lấy được rồi. Cái rương ở tầng dưới này chắc chắn lấy được các bạn. Rồi 850, 850 là còn tầm mấy lần thu nữa nha, mấy lần quay nữa nha, còn tầm 5 lần quay nữa bạn ạ. Rồi 1 2 3 rồi 8 bước, 8 bước trong tầm 5 lần quay. Rồi, 1. Rồi, Asian Dragon, khu vực Đông Nam Á. Rồng Đông Nam Á. Rồi, 2 số 1 liên tiếp. Rồi, 2 số 1 liên tiếp chưa phải là kỷ lục các bạn. Kỷ lục của mình là nãy là 5. 5 số 1 liên tiếp. Rồi ba, à, giờ là cái này số mấy cũng lấy được rương thôi bạn. Rồi ba, lỗ rồi, lỗ hai bước đi rồi. Rồi ok, đã xong. Rồi và là xong sự kiện rồi bạn ạ. À. Sự kiện này chắc là xong rồi. Mình lấy được 5 rương trong sự kiện này, mình lấy được đúng 5 rương các bạn ạ. À. Còn rương thứ sáu thì là hên xui. Ok, mình đổi phần quà nha. Ta xem trong phần quà của này này. Trong này các bạn để ý cái chỗ đây nè các bạn. Guest Ba River from following list, tức là các bạn có thể nhận được 3 phần quà ở trong cái danh sách ở phía dưới này, danh sách phía dưới các bạn ạ. Rồi trong này thì có game và trái cây và ốp rồng. Nếu mà nhỏ thì là game trái cây và ốp rồng C. Mà hơn là ốp rồng Legend. Ok, ốp rồng Legend trong này thì mấy con này cũng Legend cấp 9 thôi. Mà con nào ra cũng không quan trọng các bạn. À, vấn đề là mình mong là game game nó nhiều nhiều. Trăm game đây. Hình như trong này không có rương trăm game vậy. 20 game là mắc thì phải. Rồi, được 10 game các bạn ạ. À. Có ốp rồng C nữa. Có con C và bốp nữa các bạn. 50 ốp của con Snowman Dragon. Rồi, lấy. À, hết một sự kiện rồi. Lấy được 5 hồn nha các bạn. Còn lại 3 sự kiện. Ba sự kiện này phải gánh 35 hồn. Các bạn nhắm nổi không? Mình nghĩ là không nổi rồi ạ. Mình nghĩ là mình không không đủ sức rồi. Mình không đủ sức để lấy được lấy được những cái rương rương này rồi các bạn ơi, lấy được cái phần quẹt cuối rồi. Phần quẹt cuối là ba phần quà. Trong này chắc chắn có dốt có ốp và ốp của một trong ba con này. Hoặc là mythical hoặc là titan các bạn, nếu mà lấy được titan cũng khá là ngon.
Rồi ok. Và chắc là video mình xin dừng ở đây nha các bạn. Mình đi xem quảng cáo. Hôm mai mình xem cái này mình nhận được 10 ốp của con iTitan Dragon các bạn. Mình vẫn còn dính lời nghiền iTitan rồi. Rồi video đến đây là kết thúc nha. Chào tạm biệt các bạn.